Khi anh ta về một nhà, khép đôi mi chung một giờ, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi anh ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, giống chung nhau một đời. Với mắt anh sáng long lanh, như trên cao mây trắng trong lành. Đêm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng sẽ dứt cái chú mưa. Đêm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải xa đâu nữa. Ta giờ đây chung chưa mây, ta cùng đón tương lai. Tay cùng tay ta cùng vui xây trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói, ngay từ phút giây đầu chung ta sẽ về chung một nhà. Sông sông khó, sông mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói, ngay từ phút giây đầu chung ta sẽ về chung một nhà. Xin chào các bạn, hôm nay Levi Music sẽ trở lại các bạn trong phần guitar đệm hát online. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài Một Nhà. Yeah, một bài rất là dễ thương dành cho những cặp mới yêu nhau. À, rất là dễ thương và cực kỳ dễ ha, nhất là bạn nữ bạn nam hát bài này là dễ thương lắm ha. Rất dễ thương và cũng rất là dễ dàng, không có gì khó cả. Âm nhạc ở trong tâm hồn chúng ta, hãy tự tin lên, cố gắng nỗ lực và luyện tập, chắc chắn các bạn sẽ thành công. Bởi vì Levi Music soạn giáo trình rất là kỹ lưỡng và rất rất là cân bản, hiểu các bạn đã từng trải khó khăn như thế nào, các bạn giúp các bạn làm sao để đạt được kết quả. Cho nên là chắc chắn các bạn theo học cái khóa này các bạn sẽ có kết quả, cố gắng lên. Ok rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại với phần hợp âm của bài này. Bài này là viết từ tông đô trưởng ha, chữ C. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tập hợp âm nhé. Ngón số 1, ngón số 2, ngón số 3, ngón số 4, nhớ chưa? Ok, rồi, dây số 1, dây số 2, dây số 3, dây số 4, dây số 5 và dây số 6. Ngăn số 1, ngăn số 2, ngăn số 3 và ngăn số 4. Các bạn chỉ cần nhớ như vậy thôi. Và trong lúc tập hợp âm, mình sẽ nói cái dây, cái ngăn và cái ngón thì các bạn sẽ hiểu để bấm ha. Rồi, ok, hợp âm đố trưởng. Ngón số 1 vô dây số 2, ngăn số 1. Dây số 2 đâu? Đây ha, đây này, dây số 2 đây. Ngăn số 1 ở đây. Rồi, dùng ngón trỏ bấm vào. Ngón số 2 vô dây số 4, ngăn số 2. Dây số 4 ngăn 2 nha các bạn. Ngón số 3 vô dây số 5, ngăn số 3. Chúng ta có được hợp âm đô trưởng. Dùng ngón trỏ nha. Móng của ngón trỏ rạ xuống. Wow, hay quá. Nhớ cong tròn ngón lên nha các bạn. Cong tròn ngón ha. Cong tròn ngón như thế này. Đừng có để dính dây dưới ha, đừng để dính dây trên đó, thì cái hợp âm nó sẽ hay, tất cả các dây đều phát ra tiếng hết. Rồi tiếp theo hợp âm son. Son có hai cách chơi, các bạn nhớ ha, những bài học trước đã từng học rồi. Ngón số 1 vô dây số 5, ngăn số 2. Ngón số 2 vô dây số 6, ngăn số 3. Ngón số 4 vô dây số 2, ngăn số 3. Ngón út là ngón số 4, ngón cuối cùng đó vô dây số 1, ngăn số 3. Chúng ta chơi hợp âm này luôn. Hoặc là chúng ta dùng ngón 2 vào dây số 5, ngăn 2. Ngón 3 vào dây số 3, dây số 6, ngăn 3. Và ngón út vào dây số 1, ngăn số 3. Chúng ta có hợp âm son trưởng. Tiếp theo hợp âm la thứ. Ngón số 1 vào dây số 2, ngăn 1. Ngón số 2 vào dây số 4, ngăn 2. Ngón số 3 vào dây số 3, ngăn số 2. Chúng ta có được hợp âm là thứ. Ok. Cuối cùng hợp âm pha trưởng có hai cách chơi. Các bạn có thể chơi major 7, pha major 7, pha mở. Ngón 1 vô nốt đô, tức là dây số 2, ngăn 1. Ngón 2 vô dây số 3, ngăn số 2. Ngón cuối cùng ngón 3 vô dây số 4, ngăn số 3. Có được hợp âm pha. Đó ha. Rồi, hoặc là chúng ta chơi pha chặn ha. Bắt đầu từ bài học trước là chúng ta đã tập pha chặn rồi. Hôm nay các bạn đã chơi được rồi đúng không ạ? Ngón số 1 chặn hết ngăn số 1 và sát phím đồng xíu nha. Các bạn đừng có chặn ở trên này nha, khó. Chúng ta chặn sát phím đồng và hơi nghiêng ngón, bấm chặt mạnh vô. Tưởng tượng cái tay mình giống như ca bồ vậy đó. Mạnh vô ha. Rồi, ngón số 2 vô dây số 3, ngăn số 2. Ngón số 3
vô dây số 5 ngăn số 3 và ngón út ngón cuối cùng vô dây số 4 ngăn số 3. Có được hợp âm fa. Ok, và tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ tập điệu folk. Bài này chúng ta có thể chơi điệu folk hoặc là điệu blue. Nhưng mà blue này đợt trước chúng ta đã tập rồi, bài 4 chữ lắm rồi ha, các bạn đã quen rồi. Bây giờ chúng ta tập điệu mới đi ha, điệu folk. À, dễ thương hơn chút. À, và bass chúng ta chơi nhiều hơn. À, điệu blue, đợt năm đô trưởng. À, bass là dây thấp nhất của hợp âm. Khi mà mình nói bass tức là cái dây thấp nhất của hợp âm á, ví dụ như đô trưởng thì bass là đây. Cùng cái đánh xuống. À, ha. Son thì là bass đây, bass dây số 6. Nó son. À, la là bass dây số 5. Đó, nha, fa là bass đây, bass dây số 6. Đó, hoặc là fa major 7 thì bass là dây số 4. Đó. Ở đây chúng ta chơi điệu, đối với điệu folk thì chúng ta chơi hai bass một lần. Hai bass ha. Những điệu trước thì chơi một bass thôi, còn riêng điệu folk là chơi hai bass. Vì vậy mình để cái bài này ra phía sau là như vậy. Các bạn sẽ lần lượt đi từ thấp lên cao, từ ít đến nhiều, từ đơn giản đến phức tạp, thì các bạn sẽ đạt được kết quả. Trong cuộc sống cũng vậy, bất cứ lĩnh vực nào các bạn cứ đi như vậy thì sẽ thành công thôi. Đừng vội vã mà bước cái ngọn trước cái gốc sau nhé. Cứ đi từng bước như vậy thì các bạn sẽ đạt kết quả tốt ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đọc học điệu folk nhé. Bass chắc chắc là dây 1, dây 2, dây 3 cùng móc lên một lúc. Bass đầu tiên là chúng ta chơi bass chính nha, bass dây chính đó, tức là đô trưởng thì chơi bass đô trước. Bùm chắc ha, bùm chắc, rồi bùm bùm là dây bass thứ hai, dây bass dưới cái bass chính ha. Đó nha. Bùm chắc, bùm chắc, bùm chắc, bùm chắc, bùm chắc, bùm chắc, bùm chắc. À, nguyên tắc dậm chân là cứ một cái xuống cái dở chân lên ha, đa số là như vậy ha, trừ quạt chả sau này ha. Dậm dở, dậm dơ, dậm dở, dậm dơ, dậm dở, dậm dở, dậm dở, dậm dở, nó vui như vậy ha. Bát chắc, bát hai, bát một, bát hai, bát một, bát hai, đó ha. Bát một đây, bát hai đây, đối với âm đô trưởng ha. Bát dây số 5, rồi chắc 1 2 3, rồi tiếp theo cái bát tiếp theo là dây số 4, đó ha. Bát chính này, bát phụ, bát chính, bát phụ, bát chính, bát phụ. Nhớ là dây 1, dây 2 khi nào chúng ta cũng móc lên hết nha. Còn bát là chúng ta dùng ngón cái đánh xuống ha. Bát phụ, bát chính, bát phụ, bát chính, rồi qua son bát phụ, bát chính. Bát phụ là ở trên, bát chính là ở trên và bát phụ ở dưới nha các bạn. Rồi la thứ, đó, chính, phụ, chính, phụ. Chính là dây số 5, à, phụ là dây số 4, 3. Dây số 6, 9 và dây số 5 là phụ. Đó. Son. Vòng hòa âm của nó ha. Rồi la. Đô son la fa. Fa. Về lại đô. Phụ. Chính. Phụ la. Sorry, qua la. Bây giờ chúng ta đẩy nhanh lên ha. Khi anh ta về một nhà, khép đôi mi chung một sự, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi anh ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một giọt, sống chung nhau một đời. Gợi mặt thấy sáng long lanh, khi trời cao mây trắng trong lành, đêm nay ta lại chung một nơi. Anh không ta da 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 da, như những lúc mai chiều xưa, giữa lúc cây chung mưa, đêm nay ta lại chung một lối. Anh không còn phải đi xa đâu nữa, mặt giờ đây chung cho mây đang đông tương lai, tay cầm tay ta cũng vui xin dừng bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói, kể từ phút giây đầu chung ta sẽ về chung một nhà, sống cho nó sống mưa gió ta cũng đón ngày mai. Ta từng nghe sợ cơn mưa lạc trời sẽ nắng lại, như lời hứa anh đã nói, ngay từ phút giây đầu chung ta sẽ về chung một nhà. Thế là chúng ta đã xong bài 1 nha. Chúc tất cả các bạn, những bạn yêu nhau,
sẽ sớm về chung một nhà nhé. Nhớ luyện tập mỗi ngày từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ với Levi Music phần guitar đẹp mắt online. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.